Xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với mạng Starnet và chúng ta tiếp tục làm một số nhiệm vụ để tìm kiếm Aerox từ mạng Starnet. Thì hôm nay đầu tiên là về Starnet.quest, thì hiện nay chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ mới. Cái nhiệm vụ mới đây các bạn ha. Đây các bạn ấn vào quest này. Các bạn ấn vô đây là đây một cái nhiệm vụ mới. Thì với những bạn mà đã đăng ký một cái tên miền rồi, Star này rồi, thì các bạn chỉ việc verify rồi các bạn follow Twitter rồi các bạn retweet cái tweet đây ha. Rồi, và cái việc mà chúng ta cần làm ở đây là gì? Chúng ta sẽ phải cung cấp một cái thanh khoản, cung cấp một cái liquidity với trị giá là 30 USD. Là các bạn làm sao mà cứ USDC cộng với USDT lực trên 30 USD là được các bạn ha. Rồi, thì khi các bạn kết nối vào cái AMM, cái sàn giao dịch này, thì các bạn chỉ việc gì, nếu như các bạn chưa có USDT và USDC thì các bạn có thể chọn swap, các bạn có thể swap ở đây luôn ha. Còn nếu mà không á thì các bạn có thể swap trực tiếp trên ví của các bạn. Sau đó các bạn chỉ việc vào đây các bạn thêm thanh khoản mà thôi. Thì ví dụ như ví Bravos chẳng hạn ha, đây mình đang làm trên ví Bravos ha, thì các bạn chỉ việc vào đây swap ha, các bạn swap đây sang từ ETH sang gì, sang USDT EC, rồi ETH sang USDT. Rồi các bạn hãy ví dụ như các bạn làm mỗi thứ là 16 USD, tổng là 32. Sau đó chúng bạn các bạn vào đấy các bạn add liquidity là các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất là dễ dàng, vừa cho chúng ta thêm các transaction trên mạng Starnet, vừa có thêm một khối lượng giao dịch tương đối ở trên mạng Starnet, và các bạn tương tác với thêm một hợp đồng và một smart contract khác ở trên mạng Starnet. Rồi đây là việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng ta sẽ vào dự Unframe. Cái dự án là unframe.co. Thì cái dự án này sẽ cho chúng ta claim một cái NFT ở trên mạng Starnet luôn. Thì các bạn đã biết là việc claim NFT không có vấn đề gì phải lo lắng ha. Trừ khi các bạn buôn bán, các bạn phải approve nó, tức là cấp quyền cho các sàn giao dịch hoặc là các cái dự án truy cập vào ví của các bạn, thì các bạn mới sợ ha. Và cái việc này là hoàn toàn miễn phí, vì vậy các bạn hãy tranh thủ. Chúng ta sẽ có thêm được một transaction ở trên mạng lưới Starnet, và chúng ta lại tương tác với thêm một hợp đồng, một smart contract nữa ở trên mạng Starnet. Thì khi các bạn vào cái đường link thì các bạn chỉ việc chọn cho mình là claim your spot là xong. Xin lỗi các bạn nha, đầu tiên các bạn phải login. Các bạn login thì các bạn chọn cho mình là ví Bravos. Đó, như mình là mình chọn ví Bravos các bạn ha. Rồi tiếp theo các bạn chọn cho mình là claim your spot. Rồi xong các bạn sẽ check gì, eligibility. Rồi các bạn chờ một tí xíu, thì sau khi những cái ví nào đạt đủ tiêu chuẩn thì các bạn sẽ có thể claim được cái NFT này. Nó lại chạy cái ví AgentX các bạn ha. Thì do lúc nãy mình kết nối cái ví AgentX á. Rồi ok. Thì đây đó là mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành cái việc claim thêm một cái NFT nữa ở trên mạng Starnet. Rồi chúc các bạn thành công. Chúc cho chúng ta trong tương lai gần sẽ có được một cái drop xứng đáng từ mạng Starnet. Mình sẽ dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh của mình. Xin chào các bạn.